Chào anh em nha, chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ. Thì update 21.1 nó đã ra rồi anh em ơi. Thì cũng như là cái sự kiện Noel nó cũng đã ra rồi anh em ơi. Thì cũng khá là nhiều bạn hỏi mình cách farm kẹo. Thì ok nha, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách mà farm kẹo nha. Má mình qua nhầm map anh em ơi. Thì trước khi vô clip á, thì anh em nhớ lại cho mình một like và một đăng ký kênh nha, để giúp kênh mình được phát triển hơn. Và sắp tới mình sẽ làm clip PPP bằng máy tính rồi nha anh em. Đó, thì nói chung là mình chuẩn bị tập tành đủ đượn làm kiểu như là cấp 1 spam kiểu vậy, mình chơi Kitsune nha anh em. Đó. Thì chứ cứ lộn thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em farm kẹo nha. Thì anh em qua cái đảo Tiki nè, nếu mà cho những anh em mà level mà mắc nữa đó, thì anh em qua đảo Tiki xong anh em chọn giúp mình là chọn farm không nhiệm vụ đi ha, hoặc là anh em chọn gần nhất cũng được đó. Thì bây giờ nó sẽ bắt đầu farm đó, anh em thấy không, kẹo nó sẽ rơi nha, kiểu như là cái cơ chế anh em, thì giống như là quái mà nó hơn anh em 100 level hoặc là anh em hơn nó 100 level thì sẽ farm được nha, còn mà 101 thì sẽ không được nha anh em đó. Cho nên là những anh em nào mà level mà cao cao á thì anh em có thể farm ngang hoặc là thấp hơn mình thôi, kiểu vậy. Nhưng mà còn những anh em mà sao ta ở C2 đó thì mình không biết là có chỗ đổi kẹo không nữa, nên thì mình không có để ý lắm, mình không có qua C2 đó. Thì còn C1 thì mình cũng không biết luôn, mình không qua C1 luôn, mình ở C3 đó. Thì mà cách anh em mà farm kẹo nhanh nhất á, anh em farm gần nhất nha đó, thì map mà có quái nó sẽ spam tới nó đánh kẹo cho anh em, quá là dễ luôn, ngon lành cái đạo nha anh em đó. Thì anh em mà thấy clip của mình hay, nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh nha đó. Anh em thấy không, nó sẽ spam tới những con quái mà gần nhất nó sẽ đánh nha anh em. Cái này là tỷ lệ kẹo nó ra sẽ khá là ngon lành luôn nha đó. Anh em thấy không, kẹo rơi quá trời luôn. Hoặc là những anh em mà đang nhiệm vụ mà đảo bánh nữa đó, thì anh em có thể, ủa má gì vậy, đây quay lại anh em mà kiểu như là anh em mà đang ở gì đó, đang ở cái đầu bánh á, kiểu dạng vậy, level 2000 mấy á, anh em qua anh em farm cái con mà coca á, anh em, cái con mà nguyên liệu mà rơi coca, mình thề luôn, farm con đó đúng lò luôn, kiểu như là quái nó spam ra hoài luôn á. Một là ở vùng sô cô la, với lại farm ngay chỗ mà xương anh em đó, mình thề luôn. Anh em nào mà level mà ngang đó, farm hơi bị đã luôn, phải gọi là ngon lành cà đào luôn đó. Cái này nó không có cái chức năng đổi kẹo anh em ơi đó. Ui ôi, này có thêm cái update C này anh em, nhặt linh hồn đồ mình cũng chưa chơi nữa. Rồi anh em nào mà thích clip này, nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh nha, và giúp kênh mình được dễ hơn nha anh em. Dạo này đủ má bình luận dở lắm anh em ơi. Dạo này bình luận hơi dở, nhưng mà mình nói trước cho anh em biết là nếu mà mình có làm clip trên máy tính á, mình PVP á, thì mình sẽ kiểu như là mình sẽ mất dạy lên anh em, mình sẽ mất dạy lên, mình sẽ chửi hơi nhiều. Cho nên là anh em nếu mà thấy gì ta, thấy mình đi quá đà thì anh em có thể nhắc mình nha. Cảm ơn em rất là nhiều luôn. Thì hôm nay mình hướng dẫn anh em farm kẹo thôi nha.